Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Ngày 6 tháng 11, Nguyên Vũ đã bố dự án 1 tháng 1 MV với số tiền đầu tư lên đến gần 100 tỷ. Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại beat của mình. Sau một thời gian dài chỉ chăm chỉ đi diễn và ngồi ở vị trí ban giám khảo các chương trình truyền hình hay cuộc thi sắc đẹp thì mới đây ca sĩ Nguyên Vũ đã trở lại đường đua bằng MV Bóng Đêm cùng chuỗi dự án ngày 1 tháng 1 MV. Chia sẻ về lý do khiến nam ca sĩ Nguyên Vũ chịu chơi khi chi gần 100 tỷ để thực hiện dự án lần này. Những năm gần đây người xem luôn nhìn thấy Nguyên Vũ với hình ảnh của một host, giám khảo hay diễn viên truyền hình. Nhưng sau đó, một người em thân thiết của Nguyên Vũ đã cà khịa và đặt ra câu hỏi với Nguyên Vũ: bộ anh hết yêu ca hát rồi sao? Bộ anh hết thời rồi hả? Nếu anh còn yêu và đam mê tại sao không thực hiện dự án âm nhạc nào đó mà cứ như thế? Nghe những lời cà khịa đó của người em thân thiết đã giúp Vũ có động lực và quyết tâm thực hiện chuỗi dự án lần này. Ngoài ra, trong không gian ấm cúng nhưng không kém sự sang trọng, Nguyên Vũ đã bật mí chi phí đầu tư cho dự án cùng này. Được biết, đây là dự án anh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và tiền. Số tiền đầu tư lên đến gần 100 tỷ, trong đó chiếc siêu xe của anh đã trị giá gần 30 tỷ, chưa tính đến chi phí anh mời toàn bộ ekip nước ngoài người Canada. Khi được hỏi đây có phải là sự chơi ngông, là sự ăn theo hay thể hiện không khi đã rất lâu rồi anh không ra MV rồi lại tuyên bố mỗi tháng một MV. Nguyên Vũ chỉ mỉm cười và cho rằng đây là lời cảm ơn, là sự tri ân với khán giả và đặc biệt anh không muốn bản thân mình bị tụt lùi, anh không muốn khán giả quên và thất vọng về anh. Tại buổi họp báo anh cũng dành những lời có cánh dành cho ca sĩ đàn em Sơn Tùng MTP, anh cho rằng đây là một ca sĩ trẻ đỉnh đám và sự kết hợp với ekip nước ngoài của Sơn Tùng cũng là động lực, là điều khiến anh nhìn lại bản thân và quyết định phải bắt tay bằng được với một ekip nước ngoài, cho những sản phẩm chỉn chu nhất có thể. Hy vọng với sự đầu tư khủng, chỉn chu, nghiêm túc lần này, Nguyên Vũ sẽ chinh phục được khán giả như cách anh đã thu hút được 1 triệu lượt xem trong bài hát Bóng Đêm mới nhất của mình. Một tháng một MV chính là lá cờ khai chiến của ca sĩ Nguyên Vũ, sự trở lại đường đua beat một cách đầy tiềm năng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.